Thường khi xúc chạm biết đời tâm không đổ
thắng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bố Tha Chá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút xíu nha. Khổ ghê đó. Cái Phao Thoát mới này tôi không có điều khiển được, nó khổ đó nha. Nam mô Bố Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Hôm nay ngày thứ hai, 20 tháng 4 năm 2020, bài học hôm nay là Trung Bộ Kinh, bài 106, Kinh Bất Động Lợi Ích, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải.
Vô thượng điềm ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Tha giá. Dạ đạo tràng, con nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ cảm ơn Phong Lan, hình như là cô Khê Ma bị trục trặc như thế nào rồi, con không thấy cô Khê Ma cầm mic. Dạ con tri ân sư, cảm ơn cô tu nữ. Dạ vậy con xin điềm khuyết một chút ạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng, con cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ nam mô Bích Tha giá, con kính. Dạ con thấy bàn tay của thượng tọa giác đẳng, con kính nhân Bích Tránh Sư ạ. À. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh. Bạch thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa có nghe được không vậy? Xin được hỏi là thượng tọa Tỳ Siêu có nghe được không? Dạ vâng. Bạch thượng tọa Tỳ Siêu, các bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, sáng nay thức dậy có nhận email của đại đức Thượng Tri. Ở trong email là đọc rất là hoan hỷ, là bởi vì đại đức Thượng Tri bỏ thời giờ ra để soạn bài học hàng ngày. Ở trong đó, nếu quý ngài quý vị thấy rằng chúng ta có các bản chánh văn Pali, có bản sơ giải bằng tiếng Phạn, và chúng ta có chánh kinh, và đặc biệt để cố gắng có phần tóm tắt cũng như phần giảng bài. Thật ra thì nếu mà công việc này đó mà được thực hiện như vậy mỗi ngày đó thì nó sẽ rất là tốt để mỗi niềm chung về cái bài học mà chúng ta học, và phải nhận rằng nếu học mỗi ngày một bài kinh như vậy mà đến lúc thì chỉ có thời giờ làm thì thực sự rất là tốt. Xin được thưa rằng công việc này nó có lợi lạc rất là nhiều phương diện. Lợi lạc cho chư vị giảng sư đỡ bớt thời giờ, lợi lạc cho chính chúng ở tại đây, và đặc biệt là cũng lợi ích cho đại đức Thầy Tri trong các việc cống hiến. Nhưng mà nó cũng là một cách để xem thử là cái cách này nó có
nó có giúp ích cho rung chúng ta như thế nào, hay là chúng ta nên gia giảm như thế nào, thì rất là mong được biết ý kiến của Chư Tọa Thiện Siêu và Chư Tăng. Nếu quý ngài Chư Tăng mà đang có mặt ở trong rung như là Chư Tọa Tuệ Quyền, Chư Tọa Pháp Thân, xem lại cái bản kinh mới gửi đó của Đại Đức Thầy Tri á, thì Chư Tăng cũng quan hệ cho biết ý kiến, và cũng mời quý Phật tử cho biết ý kiến thử xem là cái cách soạn bài mới như vậy có tốt hay không. Nếu tốt thì chúng ta đổi từ cách cũ sang cách mới. Bây giờ để cái tỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu quan hệ cho biết ý kiến của Thượng Tọa Thầy Siêu, và sau đó thì tỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền và Thượng Tọa Pháp Thân kính tỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tổng Đức, kính thưa quý vị, nếu được Thượng Tọa Giác Đẳng cho biết trước thì ngày hôm nay chúng tôi không có phải chờ đợi. Mặc dù Đại Đức Từ Tri có gửi bài cho chúng tôi cũng vậy, theo trong thường ngày thì in ra, tức là một bản chính kinh của bài kinh đó, một bản chú giải của bài kinh đó bằng tiếng Pali, và một bản tiếng Việt. Và trong cái bản tiếng Việt này thì nó có Đại Đức Thầy Tri soạn, thì có không phải soạn nhưng mà thêm xen vào cái phân đoạn. Nó khác hơn cái bài của Thượng Tọa Giác Đẳng. Trong bài Thượng Tọa Giác Đẳng, thí dụ như trong cái chữ nghiêng, cái phần đầu á, là nói đến mô tả ý nghĩa tổng quát của cái phân đoạn đó, rồi mới tiếp tục là chánh kinh. Rồi hết cái chánh kinh phần đó, Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ mô tả cái phân đoạn thứ hai. Nếu mà vị giảng sư khi mà đọc cái chỗ này thì có thể nắm được cái ý nghĩa, còn như ở đây thì chỉ là trong một cái bài kinh, trong cái bản dịch của bài kinh đó thì chỉ có bố cục. Như cái phần đầu thì không có giới thiệu nè, để tựa bài kinh xong rồi như vậy tôi nghe. Rồi cái phần thứ hai đó thì mới là bất động, cái bất động cũng đi thẳng vô luôn. Rồi thứ ba là vô sở xứ, phi tưởng huy tưởng xứ thì niết bàn. Trong cái phần đó đó, mới ở phía dưới đó là tóm tắt. Rồi xong cái phần tóm tắt đó mới để giảng ý. Như là duyên khởi thì Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo thí giảng chánh kinh, thì một La Mã là gì, hai La Mã là gì, hai La Mã đối với các dục, đối với các sắc pháp, ba đạo lộ. Rồi cái phần
Bốn là mã là đạo lộ về lợi phi tưởng phi tưởng. Năm là mã là địa đệ tử vượt qua bậc lưu. Sáu là thánh quả giải thoát. Bảy là Thế Tôn tổng kết những điều đã được thuyết giảng và nói đến trách nhiệm của vị đạo sư đã làm cho các đệ tử. Phần C là cái phần kết luận. Thì cũng công phu lắm thưa quý vị, tới ba phần. Nhưng mà ở đây nếu như mà gửi bài đó, thì các vị giảng sư sẽ không nhận ra được. Cho nên chúng tôi đề nghị riêng về với Đại Đức Tuệ Tri là như thế này. Khi mà gửi bài cho chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng á, thì gửi luôn cả cái bản chú giải và cái bản chính kinh với ba cái bản kia, một cái bản dịch, một cái bản tóm tắt và một cái bản giải ý. Nhưng mà đối với các vị giảng sư khác thì cái bản chánh kinh là không cần thiết, cái bản chú giải Pali cũng không cần thiết, chỉ cần gửi cho các vị ba bản được rồi. Thì như vậy dễ tìm, chứ để các vị mở ra thì thấy có cái bài kinh nhưng mà không thấy được bài giảng ý, bởi vì nó phải đẩy lên mới thấy được. Không biết là Đức Tuệ Tri có nhận được không, có nghe tôi hiểu. Dạ, xin đó là cái ý của chúng tôi muốn nói như vậy. Và nếu được như vậy thì nếu mà các vị giảng sư của chúng ta như là Thượng Tọa Tề Quyền, hôm nay chỉ có Thượng Tọa Tề Quyền thôi, còn mấy vị kia không có mặt. Thượng Tọa Pháp Tân cũng có mặt nè. Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, nếu mà thấy, nếu mà nhận Đại Đức Pháp Tính nữa, nếu mà nhận được cái bài mà các vị đọc được đó, các vị đọc được cả ba cái bài tiếng Việt, ba bài tiếng Việt, một là cái bài dịch Việt ngữ chánh kinh, hai là cái bài tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu, và thứ ba là cái bài giảng ý cũng của Hòa Thượng Minh Châu. Thì ba bài đó hãy chúng ta nhận được thì chúng ta cho biết ý kiến. Chứ tôi xin có ý kiến như vậy. Nam mô Thầy. Xin thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, trong bất cuộc này cùng đại chúng, chúng con kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và kính tăng kính lễ Sư Phụ Thị Siêu Tăng Tổ Giác Đẳng Thượng Tọa Pháp Tân. Thầm mời thành lên Đức Phật Tính, để Đức Tổ Trì Sư Minh Thông cùng Sư Tổng Đức Tăng Đại Hiện Diện tăng trả lời với con đại cùng Thượng Tứ. Dạ, con ý kiến như thế này. Quả thật thì về cái bản Bali á, thì thấy nó cần thiết đó chứ, nhưng điều mà nó lại là nếu mà để mà dịch hết cái đó thì để mà coi mà hiểu được đó, thì cũng phải luyện công nữa, thời gian nữa. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa thì phải nói rằng cái công của Sư Tề Tri thì cũng bỏ ra cái công rất là tốt. Nhưng kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng rằng con nghĩ rằng là cái giảng bài, cái ý kinh nó là một chuyện. Những điều mà theo ý con thì phải nói rằng là khi mà được một cái giảng đề, giảng bài mà trực tiếp Thượng Tọa dược sơ qua và Thượng Tọa đưa ra cái phương hướng mà giảng thuyết á, thì nó sẽ lợi cho chúng con vô cùng. Bởi vì chúng con biết cái đường đó mà chúng con lần mà đi. Chứ còn nếu một bài kinh mà nó dài quá, hoặc là những cái đoạn chẳng hạn như chỗ này chi tiết kia, thì nó rất là khó. Thì ý con nói rằng là thí dụ như là cái dàn đề một chút xíu thì Sư Tự Tri cũng nhận đi, nhưng điều mà con nghĩ rằng là sẽ trình cho Thượng Tọa trước và rồi Thượng Tọa duyệt. Thượng Tọa duyệt lại cái chương trình đó và đưa ra cái phương hướng. Chẳng hạn như Thượng Tọa duyệt, thí dụ như là cái phương hướng mà để mà
mà giảng đi cái theo cái phương hướng của thượng tọa thì con ý con là như vậy đó, thì nó sẽ hay hơn hơn là nếu như mình cứ phân đoạn là một việc, như là phân đoạn đó là chính là thượng tọa đã dừng lại thượng tọa phân đoạn. Cho thí dụ sư Tỳ Tri thì có trách nhiệm tức là ghi lại cũng như là đưa trước cho thượng tọa trong thời gian thượng tọa ở trong trung, nó đỡ cực cho thượng tọa, tức là thượng tọa phải trước khi mà thượng tọa vào hội rung, thượng tọa phải xem bài xem vở và là buổi sớm của đất Mỹ thì cũng rất là bất lợi cho thượng tọa. Con thấy rằng là sư Tỳ Tri sẽ làm giúp trước cho thượng tọa vào, thí dụ bây giờ ngày mai con giảng thì hôm nay gửi bài trước cho thượng tọa mới đưa ra cái phương hướng là bây giờ như thế này, thượng tọa duyên gửi ngược lại thì sư Tỳ Tri sắp lại, thì thứ nhất là sẽ đỡ cho thượng tọa và cũng là giúp cho tụi con, và sư Tỳ Tri cũng thực hiện cái chương trình nó tốt. Còn cái chuyện mà gửi cái nguyên bản và gửi cái bản dịch tiếng Pali và cái chú giải thì có nghĩa rằng gửi cho thượng tọa và sư phụ Tề Siêu thì nó sẽ đỡ hơn. Và người thứ ba là chính con, nhưng điều mà để mà con phải luyện công thời gian nữa con mới đọc ra được ở trong rung. Dĩ nhiên rằng dù các vị tư về sau thì hiện tại giờ thì chỉ nói bản Pali, thì thứ nhất là sư phụ thứ hai là thượng tọa, và thứ ba là con, mà con cũng dừng lại chỗ đó là nó hợp lý rồi. Thì con nói điều này là bởi vì con có thời gian học Pali nó nhiều hơn các vị, và con còn phải nghĩ rằng là để mà thông rành một chút xíu, để mà hiểu được cái nghĩa nó thì nó có mất cả một vài ngày để mà tham cứu, chứ không phải như là quen như sư phụ thì đã là hàng sư phụ, thế nó là khác rồi. Cho nên con nghĩ rằng giới hạn cái chuyện Pali, còn đó là một việc, và sư Tri sẽ giúp dùng cho thượng tọa, đưa cái bài trước cho thượng tọa và trình thượng tọa tôi duyệt qua, cho tôi sẽ cắt đoạn lại và sư Tỳ Tri sẽ thực hiện cái điều đó, thì con nghĩ rằng là rất là đỡ hơn. Thì không hiểu con như vậy đó, còn biết chưa vị giảng sư khác thì như thế nào, ý con là như vậy. Chứ còn nếu như mà sư Tỳ Tri làm thì nó là một như là đưa một dàn bài thôi, và dàn bài đó thì vô vốn đã có dàn bài của kinh Trung Bộ, dàn bài của Trường Bộ, nhưng điều người ta đưa lên cái dàn bài nhưng chưa đưa ra cái định hướng, chưa đưa ra cái chủ lực trong cái bài cần phải khai triển, cần phải đi phương hướng nào. Mà chính thượng tọa làm như vậy đó, con cũng rất là mừng, cái là về sau con sẽ đúc kết tập hợp lại nó thành làm những cái buổi giảng dạy ở trong room, cũng như là ở những cái buổi giảng dạy ở các cái điểm giảng hay hoặc là ở các cái trường, con cũng sẽ làm cái đó là một cái như là một cái dàn đề dàn bài để phương án giảng dạy trong tương lai. Thì con rất là mong cái ý của thượng tọa tiếp tục vẫn có một cái phân đoạn và vẫn có một cái dàn đề dàn bài theo ý của thượng tọa mà con đã giảng thuyết, con đã thực hiện cái chương trình đó bấy lâu nay, và chỉ nhờ để Đức Tự Tri sẽ duyệt lại, sẽ đưa lên, sẽ chỉnh lại những cái dấu của ký tự của Việt Nam, thì trong khi thượng tọa không cần phải mệt mỏi vào những buổi sớm nữa, thì ý con là như vậy. Dạ, con xin kính tri ân quý ngài. Kính chào toàn thể quý vị, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ, thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rung. Qua cái ý kiến của Thượng Tọa thì con cũng xin góp ý của mình trong cái việc này. Thì như là Thượng Tọa nói là Sư Tỳ Tri đưa ra những cái phần, ba cái phần mà Thượng Tọa đã nói đó. Thì con nghĩ rằng riêng bản thân của chúng con thì con nghĩ rằng trước giờ cái bài của Thượng Tọa soạn thì con nghĩ rằng nó cũng có cái định hướng giống như là Thượng Tọa Tuệ Quyền đã nói khi nãy đó. Có cái sườn sẵn định hướng cho cái bài giảng, rồi là phân đoạn thì con nghĩ rằng nó dễ giảng giải hơn nếu mà bản thân của chúng con vậy. Thì còn riêng gì Thượng Tọa hoặc là Thượng Tọa Siêu đó thì có nghĩ rằng
nếu cần đưa bản chú giải hay thêm thì cái chuyện đó là của các vị. Còn riêng tụi con thì con nghĩ rằng thượng tọa soạn cái bài của thượng tọa, rồi thượng tọa định hướng cho cái phân đoạn, rồi tụi con dựa vô đó thì tụi con giảng, thì con nghĩ rằng nó tốt hơn. Còn nếu mà sư tỷ trên soạn bài để đưa vô á, thì con nghĩ rằng đưa trước cho thượng tọa, rồi thượng tọa cũng sắp xếp lại, rồi sau đó thì thượng tọa đưa lên cho tụi con để tụi con dựa theo cái sườn bài đó để mà nó giảng thì nó dễ hơn. Tụi con cũng phải có cái thời gian để chuẩn bị, và bản thân của tụi con phải có thời gian để chuẩn bị cho cái bài giảng nó được tốt hơn chút. Đó là như vậy. Cho nên là con cũng ghi nhận cái công sức của sư tỳ tri, đó là có sự góp phần cho cái sinh hoạt Phật pháp ở trong rừng Phật pháp Buddha Dhamma này. Thì con nghĩ rằng cái phần nào mà của sư tỳ tri soạn đó thì thượng tọa có thể rằng thượng tọa định hình lại, thượng tọa đẳng định hình lại rồi sắp xếp rồi giao cho gơ lên cho tụi con để tụi con có thời gian chuẩn bị trước cái bài của thượng tọa. Thì con nghĩ là trước giờ cũng dựa vô cái bài của thượng tọa soạn, thì con nghĩ rằng có thêm một cái phần chánh kinh như vừa rồi, đã có một cái chuyện hội thảo lại để mà sắp xếp cho buổi giảng, thì con nghĩ rằng đó cũng là một cái mà dễ giảng giải cho tụi con, và Phật tử nghe thì cũng sát gần với là chánh kinh của chánh kinh hơn. Thì con xin có cái góp ý như vậy, con xin được dứt lời, kính thưa thượng tọa trả lời. Sao thú kính học tính, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tính có ý kiến gì không? Không biết đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Sau khi nghe đại Đức Pháp Tính xong thì chúng ta sẽ trở về kính thưa đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Kính chào đại chúng ở trong rung. Và qua những cái giờ phút nãy giờ con được nghe các vị giảng sư có ý kiến, thì con nghĩ rằng nếu mà đại đức Từ Tri mà đưa được những cái phần chú thích hoặc là chú giải đến thượng tọa Giác Đẳng, rồi thượng tọa Giác Đẳng sắp xếp lại cho gọn, rồi gỡ bài cho các vị giảng sư, thì nếu mà có những ngày mà được như vậy thì rất là tốt. Còn nếu mà có những ngày do bận thì không làm được. Hồi trước giờ thì con thấy nó cũng sẽ ổn hơn. Mà ngày nào thì rảnh thì có tài liệu phong phú thì ngày đó coi như là nó được một cái sự hoan hỷ thêm hơn. Còn nếu mà những ngày đó mà do công việc chi phối mà không có kịp thì vẫn làm theo cái cách của thượng tọa Giác Đẳng hồi trước giờ, thì con nghĩ như vậy thì cũng được. Có nghĩa là mình có hai phương pháp, một là mình tăng thêm, ngày nào mình rảnh mình tăng thêm, còn ngày nào mà do bận thì vẫn giữ nguyên của thượng tọa Giác Đẳng, thì con nghĩ như vậy thì sẽ tốt hơn, phong phú cho lớp học hơn nhiều. Đó thì ý của con chỉ có bấy nhiêu vậy thôi. Con xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Sao thúc cái đường này để phục tính. Bây giờ thì ý cứ theo những gì mà Chư Tăng vừa đề cập đó, thì xin được nêu ra 4 điểm. Nếu quý ngài đồng ý thì chúng ta sẽ điều nào được đồng ý thì chúng ta sẽ thực hiện. Trước nhất là theo ý của Chư Tăng đó, thì chúng ta sẽ vẫn giữ cái phương cách cũ,
phương cách đã từng làm lâu nay, tức là chúng ta sẽ phân đoạn và mỗi đoạn có một phần chú thích, một phần chú thích và chữ nghiêng á, để chúng ta có một cái bài đọc nó đi sát với chánh kinh mà chúng ta không có một bài đọc riêng, và tức là mỗi một đoạn chánh kinh thực. Và điểm thứ hai đó là chúng ta cũng xin phép chư tăng là mặc dù trước đây mình có đồng thuận với nhau là mình sẽ giữ nguyên chánh kinh, nhưng mà đôi khi có những bộ bài có sự trùng lập á, thì chúng ta lược bớt sự trùng lập đi để bớt thì giờ, thay vì đọc đi lại quá nhiều đôi khi trong chánh kinh. Tức là chúng ta vẫn giữ nguyên chánh kinh nhưng mà phần nào trùng lập chúng ta sẽ ghi chú là chúng ta sẽ lược bớt, và lược bớt để không có tại có đôi khi đoạn nhắc đi nhắc lại. Điểm thứ ba đó là thật ra rất là quý cái sự góp phần của đại đức Thừa Trì, cần nhưng mà có thì giờ mình chịu khó như vậy. Thật ra thì riêng về cái bản chánh kinh và bản chú giải thì đại đức Thừa Trì không cần phải gửi mỗi ngày, và không gửi mỗi ngày tại vì luôn luôn là có bản chánh kinh và sớ giải ở đây, ở bất cứ nơi nào cũng mang theo hết, thành ra không cần để đại đức Thừa Trì phải gửi. Nhưng mà có một điều mà lâu nay chúng tôi thường làm á, là chúng tôi hay làm sai những con số. Dạ, quý vị nào ở gần chúng tôi làm con số chúng tôi hay lộn lắm. Dạ, chúng tôi hay lộn những con số. Ngay cả khi mà chúng tôi bút vé máy bay, quý vị biết rằng đôi khi bút cái ngày đóng chặt. Dạ, bút cái ngày chặt và phải làm lại. Người ta thường là cô Lân Nhật Nguyệt, tức là cô Hà Cát á. Cô Lân Nhật Nguyệt cô phải nhắc chúng tôi rất là nhiều về những con số thứ tự. Thì bây giờ nếu mà được đó, thì sẽ làm cái sẽ biết một bài tóm tắt và một bài giống như thường lệ gửi cho đại đức Thừa Trì. Đại đức Thừa Trì hoan hỷ coi là những số thứ tự cho nó tốt, và đồng thời đại đức Thừa Trì hoan hỷ layout lại và layout lại cái bài cho nó tốt, tức là chúng tôi vẫn tiếp tục phụ trách cái công việc là phân đoạn chú thích, nhưng mà đại đức Thừa Trì hoan hỷ trình bày giúp. Dạ, phải trình bày và dựa trên trình bày để từ từ thi có thể làm ra một cái dàn bài, dài dàn bài vô đầu. Thì như vậy các cái dàn bài tóm tắt là ở trong này có mấy ý chính, ý một, ý hai, ý ba gì để dựa trên dàn bài đó. Thì sau đó để từ từ thi sẽ có cái bản sau cùng, và bản sau cùng thật ra mà nói đó, thì chúng ta phải tìm cách để có được cả hai. Một á, là cái bài học không thể quá dài, chúng ta chỉ có 2 giờ đồng hồ sinh hoạt trong room thôi. Và nếu mà đọc bài quá dài, đôi khi từ trường hợp cực chán đã, thì nếu quá dài thì phần giảng sẽ quá ngắn và phần thảo luận không còn nữa. Và điểm thứ hai đó là chúng ta cũng muốn là làm thế nào mà mình có thể đọc thẳng vào trong chánh kinh. Và chúng ta vừa giữ cái bản chánh kinh mà vừa làm sao để giảm thiểu thời gian. Hai cái đó chúng ta luôn luôn phải tìm cách thỏa hiệp. Và nên chi điểm thứ ba muốn đề nghị tại đây là sau khi soạn bài xong gửi cho đại đức Thừa Trì, nhờ đại đức Thừa Trì trình bày giúp, và trình bày giúp trên cái bản layout, và đồng thời làm cho một cái dàn bài chính dựa trên những cái phân đoạn mà chú thích, và mà chú thích như vậy. Và điểm sau cùng đó thì cũng mong rằng tất cả chư tăng và quý Phật tử, chúng ta cố gắng là khi mà mình làm việc sinh hoạt chung với nhau mà có được những người có khả năng, có thiện chí đóng góp, chúng ta cố gắng khích lệ mọi người. Bởi vì đi đường dài tất cả chúng ta đều hiểu rằng tại sao chúng ta làm việc 20 năm qua, những lớp học này tất cả đều do cái thiện chí đóng góp của mọi người hết. Nếu chỉ có một hai người làm không bao giờ làm được hết. Và phải nói rằng khi mà có được những cái vị mà phát tâm đóng góp thì chúng ta tìm cách để chúng ta duy trì, tạo điều kiện, không phải đối với chư tăng mà ngay cả quý Phật tử cũng vậy. Có như vậy thì chúng ta mới gìn giữ cái ngôi nhà Phật pháp lâu dài được. Thì bây giờ cái thỉnh thượng tọa Thừa Siêu quan nghị trở lại, không biết về bố mà đưa ra thượng tọa nghĩ như thế nào. Rồi sau lời thượng tọa Thừa Siêu thì xin thỉnh thượng tọa Thừa Siêu dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào một bài giảng của trong ngày. Kính thỉnh thượng tọa Thừa Siêu. Kính bạch thượng tọa Chư tăng, kính bạch chư tăng,
Trước hết thì chúng tôi cũng rất là quan hỷ với cái ý kiến của Thượng tọa Giác Đẳng là khi có người nhiệt tâm phát tâm như là Đại Đức Từ Tri để chịu khó làm bài, gửi bài tiếp với Thượng tọa Giác Đẳng thì thật là đáng khích lệ, thật là đáng hoan hỷ. Chúng ta phải luôn luôn ủng hộ tinh thần và khích lệ để Đại Đức Từ Tri đóng góp lâu dài. Chỉ có vấn đề là các vị MC Phật tử chưa có quen, cho nên khi mà gửi bài mà luôn cả cái nguyên bản Pali và nguyên bản Pali bài kinh gốc và nguyên bản Pali chú giải của bài kinh đó, gửi thêm hai cái đó thì làm cho MC rối lên. Nhưng mà cái này thì quý vị thấy chữ Pali là quý vị bỏ qua, không đọc cũng được, không sao cả. Nhưng mà con cái là không biết là đọc bài chánh kinh hay là đọc cái bài tóm tắt hay là cái bài giảng ý, đã tới ba bài luôn. Chính vì chỗ đó mà Thượng tọa Giác Đẳng có cái ý kiến là Thượng tọa sẽ làm một cái công việc là phân đoạn, lược bớt những cái nào mà nó trùng lặp. Rồi trên mỗi một cái phân đoạn như vậy đó, là Thượng tọa có đưa ra một cái lời tóm tắt nội dung của cái phân đoạn đó. Và cái lời tóm tắt nội dung này sẽ được ghi số. Bây giờ là chúng ta đã có từ 1000 mấy trăm câu rồi đó, thì chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta cứ tiếp tục. Thì ở đây Thượng tọa Đại Đức Tuệ Tri có cái trách nhiệm là sau khi nhận được bài từ nơi Thượng tọa Giác Đẳng sẽ giữ nguyên vậy, nhưng mà kiểm tra lại xem cái số thứ lớp đó nó có trật, có nhảy hay không. Chúng ta chỉnh lại. Và chỉ có một bài đó thôi. Còn riêng về cái bài tóm tắt nội dung cũng như là giảng bài đó, thì chúng tôi đề nghị mỗi một vị giảng sư chúng ta nên có cái quyển sách riêng về cái giảng bài Trung Bộ Kinh và cái bản tóm tắt mà do Ni Sư Trí Hải đã tóm tắt và chú giải, chú thích, tóm tắt và chú thích, để các vị MC chỉ có mỗi một việc là đọc cái bài chánh văn với cái sự phân đoạn mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, chỉ đọc một bài đó thôi, cho nên không có gì rối. Khi nãy thấy các vị MC như cô Nhật Quỳnh là cô rối lên, cô không biết phải xoay sở như thế nào. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi chọn cái giải pháp thứ nhất của Thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta nên đi thẳng vào bài học ngày hôm nay. Bởi vì thời gian của chúng ta mất nhiều quá. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài kinh Anicca-asappajjasutta, được dịch là bất định lợi ích, bất động lợi ích.
Ở trong cái bài này đó là Đức Phật Ngài giải thích những cái cách đạt đến các tầng thiền chính, và tột đỉnh của cái con đường này tức là Niết Bàn. Cũng như bài kinh ngày hôm qua, hôm nay có cái chữ bất động. Bất động ở đây theo trong chú giải thì để giải thích cho ngũ thiền sắc giới và hai tầng thiền đầu của vô sắc giới là không vô vi xứ, tức vô vi xứ, rồi đến vô sở hữu xứ, rồi con đường đưa đến phi tưởng, phi tưởng xứ, và cuối cùng là đưa đến Niết Bàn. Thì ở trong bài kinh này là Đức Phật Ngài giải về cái con đường để mà đạt đến những cái mục tiêu. Bây giờ thì để khỏi mất thời gian, xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh nào mà cô thích đọc đó, ở trong ba bài đó, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú con thành kinh đảnh lễ tri ân Ngài Tiêu Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và chư Tông Đức đã góp ý cho buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn theo như cái sự con và Lăng Giao Nguyệt hội ý với nhau thì chúng con sẽ đọc cái bài tóm tắt, nhưng mà chúng con cũng không biết từ câu số mấy nên đến câu số mấy, tại vì máy của sư cô Khê Ma bị trục trặc rồi, nên là cô nhờ con điện thuyết ngày hôm nay. Dạ, con xin sám hối với quý ngài. Dạ, con kính trình đọc chánh văn theo cái bài của Đăng Giao Nguyệt đưa vào trang ban điều hành. Dạ, con xin được đọc ạ. Mục 106 kinh bất động lợi ích. Anan Kassapa Giá Suốt Tá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng cú rú câu lâu căm mát sát thầm má kềm ma sắc đàm là thị trấn của dân chúng cú rú. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, không phải hoạt động này hả? Ở dưới nữa hả? Nhật Quỳnh copy trong cái bài của Lăng Giao Nguyệt trong ban thực hành đó, nhiều bài quá Nhật Quỳnh không có biết nằm chỗ nào luôn, để Nhật Quỳnh kéo xuống nữa. Dạ, cảm ơn Lăng Giao Nguyệt. Dạ, Nhật Quỳnh đã thấy ở dưới rồi mà, Lăng Giao Nguyệt. Dạ, Nhật Quỳnh đã thấy dưới rồi mà. Rồi. Dạ, Như Quỳnh thấy cũng ngắn không có dài đâu. Dạ, Như Quỳnh lỡ rồi, để Như Quỳnh đọc nè. Bất động kinh tóm tắt. Dạ, trong là Như Quỳnh lấy bài trong của Nhật Hành của Đăng Giao Nguyệt đó, đưa vô trang Nhật Hành chữ bất động đó ha. Dạ. Dạ, con xin sám hối. Ở đây các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, kích động, và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại. Ở đây cho thánh đệ tử học tập. Ở đây này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau: các dục hiện tại và các dục tương lai vân vân, cho thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại đại hành, sau khi chiến thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tâm quảng đại đại hành chiến thế giới, xác định vị trí của ý, các ác bất thiện ý
tham dục, sân hận, kích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ấy được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, trái lại thành vô lượng, khéo tu tập. Trong khi ấy, hành trì như vậy, ăn trú nhiều lần như vậy, tâm sở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động, ngay hiện tại, hai thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiếng sam quát ni căng quỳnh na năng, có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo và lợi bất động. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp gì, và bốn loại chủng là sắc do bốn đại tạo thành. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại, hai thiên đặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhị hành động về lợi ích bất động. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng hiện tại và những sắc tưởng tương lai, cả hai đều vô thường. Cái gì vô thường thời không đáng để được hoan hỷ, không đáng để được hoan nghênh, không đáng để được chấp trước. Trong khi ấy, vị hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại, hai thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích bất động, vô hữu xứ. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại, vân vân, và những sắc tưởng tượng tương lai và những bất động tượng, tất cả tượng, chỗ nào các tượng ấy được đoàn diệt, không có dư tàn. Như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là vô sở. Như vậy là thù diệu, tức là vô sở hữu. Trong khi ấy, vị ấy hành trì như vậy, ăn trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại, hai thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đi đến khu rừng hay đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: trống không là tự ngã, hai ngã này sở hữu. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, ăn trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại, hai thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng sự này xảy ra, thức diễn tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào, và sở hữu và sở thuộc của ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào. Trong khi ấy, vị ấy hành trì như vậy, ăn trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong xứ
của nó. Với tâm mang tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ. Trong hiện tại, hai thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và này nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại vân vân, và những sắc tưởng, và những bất động tưởng, và những vô sở hữu xứ tưởng, tất cả các tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt, không có dư tàn, như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy có thể thành tựu phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại. Hoặc thiên nặng về trí tuệ, sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn trí ấy có thể tùy theo đây đạt đến phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích phi phi tưởng xứ. Niết bàn khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy, vị ấy được xả. Bạch Thế Tôn, một vị tỷ kheo như vậy có chứng được cứu cánh Niết Bàn không? Ở đây, này Ananda, một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh Niết Bàn. Và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết Bàn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh Niết Bàn, và ở đây một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết Bàn. Ở đây, này Ananda, một vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy, vị ấy được xả, vị ấy hoan hỷ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy. Do vậy, vị ấy hoan hỷ trong xả ấy, hoan nghênh chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xả ấy và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị tỳ kheo không được chứng cứu cánh Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy thủ trước là thủ trước chỗ nào? Này Ananda, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy thủ trước, thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, vị tỷ kheo ấy thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ trước tối thượng, tức là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đây, này ông Ananda, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Như vậy, vị ấy được xả, vị ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không chấp trước xả ấy. Do vị ấy không hoan hỷ trong xả ấy, không hoan nghênh, không thủ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy và không thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo chứng cứu cánh Niết Bàn. Thật vi diệu thai, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thai, bạch Thế Tôn. Chính mười y cứ sự này, chính mười y cứ sự này sự kia, bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thánh giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những bất động tưởng, những vô sở hữu xứ,
những vô sở hữu tưởng và những phi tưởng, phi phi tưởng, xứ tưởng, cái gì thuộc thân tự là tự thân, đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ trước. Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích bất động được ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích vô sở hữu xứ được ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích phi tưởng, phi phi tưởng xứ được ta thuyết giảng. Thuyết giảng là vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được ta thuyết giảng, thánh giải thoát được ta thuyết giảng. Những gì này Ananda, vị đạo sư cần làm, vị đạo sư cần phải làm vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử. Những điều ấy được ta làm vì lòng từ mẫn của ta đối với ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu thiền, này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam Mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng công đum thành kính trảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến sư ạ. Các bậc cô Nhật Quỳnh, Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tổ tử siêu, kính bạch chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh này chúng tôi sẽ phân đoạn và sẽ chú thích, sẽ chú thích kỹ lưỡng để ngày mai này khi mà chúng ta giảng qua phần thì chúng ta sẽ trở lại và quý Phật tử sẽ có dịp để theo dõi bài kinh này, một bài kinh rất là quan trọng về con đường tu tập nội tại của người Phật tử. Trước khi đề cập đến nội dung chính của bài kinh này thì chúng tôi phải thưa rằng ở trong bản dịch có rất nhiều vấn đề mà lát nữa chúng tôi sẽ phải đi vào một số các câu cũng như các từ vựng đã được dịch ở trong phần chánh văn. Nhưng mà trước hết chúng ta nên có một cái ý niệm tổng quát về cái chuyện bất động lợi ích. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, ở cái mức độ tương đối, mức độ thường thức, hay là cái mức độ rất là tế nhị, thì cái sự ổn định, cái sự bình ổn, nó rất là quan trọng cho sự an lạc. Ngày hôm nay người ta thường nói đến cái giá cả trên thị trường. Ở Việt Nam họ dùng cái chữ mà ngày xưa chúng ta ít nghe, gọi là giá dao động. Giá dao động tức là giá không ổn định. Giá dao động có thể từ 10 tới 15 triệu chẳng hạn. Tức là nó có thể lên, có thể xuống, cái dao động như vậy. Thì ở trong một cuộc sống mà cái gì mà nó không có ổn định, nó không có cố định đó, thì nó luôn luôn là nó tạo nên cái sự bất an ngầm, tạo nên sự lo lắng ngầm cho tất cả chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ này, bởi vì nào đã có qua Mỹ rồi đó, thì chúng ta mới biết được cái người mà qua Mỹ lâu và cái người mới qua Mỹ nó khác nhau ở chỗ là cái người qua Mỹ lâu đó, khi họ mua cái gì đó với cái kinh nghiệm đó, thì cái đó có thể xài bền, xài lâu và nó ít tốn kém hơn người mới qua. Ví dụ cái ấm nước mà chúng ta xài, cái quạt máy mà chúng ta mua, hoặc là chiếc xe hơi mà chúng ta tạo ra được, thì quý vị khi mình mới qua đó, mình mua cái này vài bữa mình thấy nó có vấn đề, rồi mình phải bỏ đi hay là mình bán đi để mình mua cái khác và mua cái khác. Thật ra mình mất rất nhiều thời giờ để mua sắm, và đôi khi mình không biết rõ. Thật ra nhiều khi là mình cũng biết là chiếc xe đó nó tốt nhưng mà mình không có tiền mua, và phải mua lại xe cũ. Và khi mình mua lại một chiếc xe cũ thì đem về cái tiền sửa nó cũng nhiều, cái sự bất an nó cũng nhiều. Thì cái chuyện mà mình mua chiếc xe cũ thì rõ ràng là nó tạo cho chúng ta không có ổn định,
và không ổn định trong cuộc sống. Nhưng mà mình ở đây càng lâu càng có kinh nghiệm, nhất là với biểu cái máy móc đó. Nhiều khi cả chục năm mình không tốn tiền mua xe mới. Tại vì sao vậy? Chiếc xe mà mình mua có thể xài bền hơn, xài lâu hơn, ổn định hơn. Thì như vậy là ở trong cuộc sống đó, nó có một cái giữa sự ổn định và một thứ bất ổn. Cái thứ bất ổn luôn luôn là nó làm cho chúng ta phải trăn trở, luôn luôn làm chúng ta bất an, luôn luôn làm chúng ta lo âu. Thì bây giờ chúng ta vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân cảm xúc, là những cái nền tảng cho cái gọi là hạnh phúc, cho cái gọi là thú vui. Nhưng mà những thú vui hạnh phúc này đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ, nó không có nó không có ổn định. Lấy một ví dụ như là một người thích nghe nhạc, và nhạc là một điều hạnh phúc. Mới nghe thì đó là một cái thú vui thanh tao, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa quý vị, câu hỏi rằng chúng ta sẽ nghe hoài một bản nhạc hay không? Cho dù quý vị thích một nhạc sĩ nào đó, quý vị nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng hạn, nghe nhạc Trịnh hoài, quý vị có hạnh phúc hoài hay không? Và cái việc nghe nhạc đó nó có phải là ổn định hay không? Có khi thích bản này, có khi thích bản khác, rồi có nhiều khi nghe rất là chán quá, không muốn nghe được. Thì như vậy, cái gọi là một âm thanh rất là hay ấy, mà chúng ta thường thích, nó không thể là một chủ tựa hoài chúng ta được. Vì vậy, khi mà chúng ta sống với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc ấy, thì thông thường chúng ta sống cái tâm như con khỉ trường cành vậy. Khỉ trường cành tức là nó không thể yên được, nó phải nhảy từ cành này qua cành khác, từ nơi này qua nơi khác. Là tại sao chúng ta sống trong cái sự loạn động. Cái xã hội mà chúng ta bất an ngày nay đó, đa số người ta nghĩ rằng do kinh tế, do chính trị, do này, do kia. Nhưng mà kỳ thật á, cái căn bản của xã hội bất ổn á, là do chúng ta sống dựa trên năm cái cảnh: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và những cảnh đó nó không dự, nó ổn định về ngoại giới cũng như nội giới. Và ngoại giới tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, nội giới tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Cũng với lưỡi đó, nhưng có lúc ăn đồ nó thấy ngon, của lúc ăn không thấy ngon. Như hồi nhỏ ăn đồ nếp thấy ngon, vì ăn đồ nếp thấy nó ngán chẳng hạn. Và cũng món ăn đó, cũng món nhạc đó mà hồi xưa mình nghe thích, bây giờ mình nghe nó quỷ bị quá, nghe không thích. Thì như vậy có vấn đề. Và cho đến khi nào mà chúng ta thật sự bỏ lại sau lưng những cái bất ổn đó để tìm được một cái gì tương đối là ổn định hơn. Ví dụ như là một người mới qua Mỹ thì cứ hết mướn nhà chỗ này, rồi mướn nhà chỗ kia, mướn nhà chỗ nọ, mướn nhà hoài không chỗ nào vừa ý hết. Có khi nhà vừa ý thì giá quá cao, người chủ quá khó, hàng xóm không dễ thương. Tới khi mà mình có tiền mua được căn nhà, mua căn nhà ở một địa điểm tốt, một cái khu dân cư tốt, và căn nhà đó như ý, thì đó là một sự khác hẳn hoàn toàn giữa một người mà phải đi thuê nhà nay chỗ này mai chỗ kia và một người mua được căn nhà hoàn toàn như ý. Cái đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thì tương tự như vậy, trong cái thế giới nội tâm của chúng ta đó, nó có những thứ mà nó mỏng mảnh, nó phù du, và nó luôn luôn xáo trộn, và có cái thế giới luôn luôn ổn định an tịnh. Và cái thế giới ổn định an tịnh đó, đạo Phật gọi là thiền chứng, samadhi. Samadhi ở trong chữ Hán âm là tam muội, samadhi, cái tâm an tịnh. Thì về việc này á, chúng ta là những người mà không đắc chứng thiền thì cần một chút tưởng tượng và cần một chút suy nghĩ. Chúng tôi lấy một ví dụ như là hồi xưa chúng tôi đọc một cái câu chuyện, có ba người họ rủ nhau vào một cái chiến khu thời chống Pháp để tham gia phong trào chống Pháp, và thời đó họ phong trào Việt Minh. Thì khi họ lên một cái cao nguyên, thì trên đường đi thì có một người họ rất là giỏi về nấu ăn, có một người rất giỏi về dẫn đường, và có một người rất giỏi về viết văn. Thì cả ba người đều sống gần với nhau hết, nhưng mà riêng về cái người mà
dẫn đường thì rất là vất vả, là bởi vì họ phải đi qua nhiều cái trạm bị kiểm soát, bị pháp bắt giữ vân vân, và cuộc sống của họ rất là căng thẳng. Cái người nấu ăn thì bởi vì thiếu món này món kia, do đôi khi phải liệu cơm gấp mắm nấu cái rất là cực khổ. Còn cái người viết văn làm thì lúc nào cái nguồn thơ cũng giàu dạng, là bởi vì cái chất liệu đó nó đến từ trung tâm của họ. Và một chuyến đi lên đó, sau khi họ sống trên đó thời gian thì họ bỏ cái khu kháng chiến đó, họ trở về thành. Tại vì họ thấy rằng ở trong cái khu kháng chiến đó nó có những vấn đề ý thức hệ không hợp với họ. Họ trở về Hà Nội. Thì trên đường họ trở về Hà Nội thì cái cuộc sống của ba người nó cũng ba tính cách khác nhau. Thì ở đây thưa quý vị, có những cái nguồn sống, có những cái cơ sở căn bản của đời sống nó đến từ nội tại đó. Nó làm cho con người ổn định hơn. Và ở hoàn cảnh nào cũng sống được, ở hoàn cảnh nào cũng sống vui, ở hoàn cảnh nào cũng có cái cuộc sống tốt. Nếu một người mà sống mà chỉ dựa lên trên cái ví dụ như là mình ăn ăn ngon chẳng hạn, thì mình ở cái xứ mà thức ăn Mỹ không phải thức ăn Việt Nam, hay là đi xa không có những đồ ăn thích hợp, thì tự nhiên mình cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng với một người, một nhà thơ, với một nhà văn thì hoàn cảnh nào cũng biết được, cũng làm thơ được, cũng biết văn được, thì họ sẽ có một cái cảm giác khác hơn. Hay là chúng tôi nó lấy ví dụ quý vị Phật tử học kinh điển, nếu mà có nhiều người vào chùa tu á, là quan niệm là mình tu phải có sâu chuỗi. Bây giờ không có sâu chuỗi mà sinh hoạt ở trên phao thóc, đôi khi mình cảm thấy không có lý thú. Hay là mình tu quan niệm là mình phải tụng kinh phải có chuông, có mỏ, phải cái nếu không có mình không cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ mình ngồi yên mình cảm thấy không có hạnh phúc. Nhưng một lúc nào đó mà một người có thể ngồi xuống một mình ở trên máy bay, ở dưới gốc cây, ở trong một ngôi nhà, ngồi bất lúc nào lặng lặng nhìn hơi thở và an trú được, thì rõ ràng cái người có thể sống với hơi thở đó, họ sẽ bình tâm hơn, họ sẽ tìm thấy sự ổn định hơn. Là người đó đòi hỏi là phải có sâu chuỗi, đòi hỏi phải có chuông, có mỏ, phải có tụng kinh vân vân. Hai thế giới đó nó cho chúng ta thấy một cái sự bình ổn khác nhau. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy về bất động tâm, lợi ích của sự bất động. Và sự bất động là một cái trạng thái rất là quan trọng. Càng sống, càng trải nghiệm, càng tiếp xúc với cuộc sống, và càng có cái nhìn trở lại chính mình, thì mình hiểu rằng tâm tư bất động là một cái lợi lạc rất là lớn. Còn một người mà như là những người trẻ hay những người mới đi vào đời, họ chưa hiểu nhiều, thì họ rất là thích cái sự hào hứng của đổi thay. Đôi khi họ cảm thấy sự bất động đó là cái gì thú vị. Và đôi khi họ thấy cái gì bất ổn đó là một cái thử thách làm cho họ cảm thấy có hương vị của đời sống. Nhưng mà thưa quý vị, từ chỗ bất động mình dẫn đến manh động đó. Manh động là lúc nào cũng hiếu chiến, lúc nào cũng muốn gây sự, lúc nào cũng muốn làm cho đất bằng nổi sống, là họ thích như vậy. Thì bây giờ chúng tôi phải trở lại một chút, là khi mà Đức Phật đề cập đến cảnh giới bất động này thì ngài đề cập đến thiền chứng, cảnh giới của thiền định, cảnh giới của tam muội định. Nhưng bây giờ có một vài chữ bắt đầu thì chúng tôi xin được đề nghị. Thành ra nguyên cái bài kinh này nếu mà viết lại cho kỹ thì chúng ta có nhiều từ, có nhiều câu mà phải sửa lại lắm. Này các tỳ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, giả thối, giả dối, thuộc ngu si tánh. Này các tỳ kheo, đây là lời chào sáo của kẻ ngu xây dựng trên giả dối. Quý vị đọc cái câu đó, cái câu dịch này rất là tai hại. Tại vì sao vậy? Chúng tôi không biết là có vị nào post cho dùng cái câu dùm chúng tôi cái câu đầu á, để quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Đức Phật ngài mở đầu với câu này là: này các tỳ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, đối thủ ngu si tánh. Chấm tại đó. Câu này ai nói? Câu này do Đức Phật nói. Ở Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy về các dục. Nhưng mà câu sau á thì dịch là: này các tỳ kheo, đây là lời chào sáo của kẻ ngu xây dựng trên sự giả dối. Thì câu thứ hai giống như chửi câu thứ nhất. Không biết quý vị có hiểu chúng tôi nói gì không? Dạ.
Tại vì quý vị đọc hai câu này, quý vị thấy rõ rằng là câu thứ hai rất là dễ, rất là dễ dàng để hiểu là cái câu thứ nhất là lời chào sáu, mà chúng tôi cũng hiểu được cái việc chào sáu trong tiếng Việt nghĩa là gì. Nhưng mà kỳ thật đó là cái câu này mình phải dịch như vậy là: này các tỳ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc ngu si tánh. Dạ. Rồi mình phải chấm phết. Cái câu nó chưa dứt ở tại đó. Chấm phết chưa. Đó cũng là điều được nói một cách dông dài bởi những kẻ ngu. Dạ. Dông dài tức là cái người ngu đó, nó họ luôn luôn tìm cái đề tài về các dục làm công chuyện nói bất tận. Đó là một đề tài bất tận của kẻ ngu. Kẻ ngu có thể nói hoài, nói mãi về cái dục. Nhưng mà thật ra cái dục đó đó là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc vui, si tánh. Thật ra cái câu dịch đầu rất là nguy hiểm. Dạ. Quý vị nghe câu này giống như là câu sau cũng dành câu trước. Cái đó là cái mà chúng ta cũng phải để ý. Và rồi cái câu tiếp theo á, các dục hiện tại, các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại, các dục tưởng tương lai, cả hai đều lãnh vực của ma. Dạ, chỗ dinh dưỡng của ma, chỗ ăn uống của ma. Cái mà lãnh vực cảnh giới thì cũng tạm được, nhưng mà chỗ dinh dưỡng và chỗ ăn uống của ma là cái chuyện gì rất là sai. Dạ, rất là sai. À, ở trong nguyên văn Pali á, thưa quý vị, thì cái chỗ về chỗ dinh dưỡng của ma đó là cái đó là miếng mồi của ma chứ không phải dinh dưỡng của ma. Dạ, và chỗ ăn uống của ma đó, ăn uống của ma ở đây á, mình có thể tạm gọi là chỗ Gochara, là chỗ lui tới của ác ma. Ở trong sới giải đó giống như người thợ săn á, mà họ có cái khu vực săn bắn á. Dạ, mình tạm gọi là cái chỗ lui tới của ác ma Gochara. Nhưng mà ở đây mình tạm nói là đó là cái hành xứ của ác ma. Ở trong cái thế giới đó, ác ma lộng quyền, ác ma có làm bất cứ gì, có sai sự mình muốn, thì ở đó là cái hành xứ của ác ma. Thành ra nhịch là chỗ dinh dưỡng của ma, chỗ ăn uống của ma. Thì thật ra câu dịch rất là dở. Thưa quý vị, chúng tôi biết rằng những cái lời dịch này đó là do những vị sang định về sau này, chứ không phải là băng của Hòa Thượng Minh Châu. Và những vị nào sửa là cái bản nguyên văn á của Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là kỳ. Và nếu quý vị nào có cái tập trung một kinh tập ba mà cũ mà ngày xưa in quyển rất kỳ, mà có hình hình cái Phật thủ, hình Đức Phật bán thân ở phía trước á, vừa vào hạnh ấn bản gần đầm bẻm lâm á, thì quý vị so sánh lại quý vị thấy khác đi. Và nó chỉ riêng câu đầu không á thì có rất là nhiều vấn đề. Rất tiếc là nguyên cả cái bài kinh này đó nhiều câu, nhiều đoạn và nhiều từ vựng á, phải chúng tôi muốn đề nghị chỉnh sửa lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật ra không có thời gian nhiều, chúng tôi chỉ nói một ý tổng quát thôi. Dạ. Thì ở đây khi mà đề cập đến một cái trạng thái đối lập với các dục, mà đối lập một cách triệt để, một cách hoàn toàn, thì Đức Phật Ngài dạy về một cái trạng thái gọi là bất động. Bất động ở đây, ở trong sơ giải nói về trạng thái gọi là xả niệm lạc trú, tương đương với tứ thiền ở trong kinh tạng, và tương đương với ngũ thiền ở trong A Di Đà. Tức là trạng thái đó còn có định và xả. Định và xả thì ở đó hoàn toàn không có dao động, nhưng mà trong định và xả thì nó lại có những cái tầng khác nhau của sắc, tứ thiền của sắc giới, và từ gọi là ngũ thiền, tứ thiền ngũ thiền, quý vị hiểu chung đó. Dạ. Là chúng ta nói về không vô biên, nói về thức vô biên, nói về vô sở hữu, nói về phi tưởng, phi phi tưởng. Thì bây giờ những đoạn này rất là quan trọng. Dạ, những đoạn này rất là quan trọng mà chúng ta nên để ý. Dạ, nên để ý. Ở đây thì cái bản dịch lại không có rõ. Chúng tôi nói sơ về cái chữ này. Ở đây khi mà quý vị đọc vào đây đó, nói về đệ nhất hành đạo, đệ nhị hành đạo, đệ tam hành đạo, cái chữ đệ nhất
hành đạo gì, hành đạo tâm hành đạo, nghe nó rất là kỳ và chúng ta không có hiểu được đó cái gì. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta tạm nói một cái nôm na như vậy, là một cái vị mà chứng thiền thức vô biên á, thí dụ đi, vị chứng thiền vô biên, họ có ba cái hướng. Dạ, thay vì chúng hành đạo chúng ta hướng, thay vì nói đệ nhất hành đạo thì chúng ta nói cái hướng thứ nhất, cái hướng thứ hai và hướng thứ ba. Cái hướng thứ nhất là gì? Hướng thứ nhất là vị đó đạt đến thức vô biên, và do vị đó đạt đến thiền chứng như vậy đó, mà vị đó không có tu tập gì xa hơn, mà giữ nguyên trạng thái đó, thì sau khi vị đó chết thì vị đó sẽ sanh về cõi thức vô biên, một cái cõi mà tương ứng với cái thiền chứng này. Đó là hướng thứ nhất. Một hướng thứ hai đó là vị đó dùng thức vô biên như là một đối tượng để hồi quán và khai triển cái tuệ minh sát, khai triển tuệ giác, và vị đó chứng quả vô sanh, là không chứng quả a la hán, chứng quả vô sanh, tức là cái trạng thái thiền chứng đó nó trở thành cái đối tượng để khai triển. Đó là hướng thứ hai. Và cái hướng thứ ba đó là vị này dùng cái thức vô biên đó để làm cơ sở điểm tựa đạt đến thiền vô sở hữu, tức là đạt đến một thiền chứng cao hơn. Thì như vậy có ba cái hướng, hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba. Sở dĩ mà chúng tôi nói rằng trong bản dịch mà nó có nhiều chữ mà dịch nó rất là khó hiểu, là mình nghe nó đệ nhất hành đạo, đệ nhị hành đạo, đệ tam hành đạo, thật ra nghe rất là khó hiểu, nên chúng ta cần hiểu là cái từ vựng theo cái ngôn ngữ trực tiếp hơn, cái ngôn ngữ mà thường thức hơn, thì chúng ta sẽ hiểu bài học đề rất rõ. Thì thưa quý vị, trong mỗi một cái trạng thái của thiền chứng đó, nó đều của từ sắc sang vô sắc, tứ thiền sắc giới sang không vô biên, rồi thức vô biên sang vô sở hữu sang phi tưởng, phi tưởng, đều có ba cái hướng. Một á, là từ đó để sanh được cảnh giới tương ứng. Hai là từ đó khai triển cái tuệ quán để đắc đạo chứng quả. Ba đó là từ đó làm cái điểm tựa để đạt đến cái thiền chứng cao hơn. Cái này là cái mà chúng ta có thể lưu ý được. Bây giờ thì thưa quý vị, một cái trạng thái ở đây có hai trạng thái rất là thú vị. Dạ, rất là thú vị. Khi mà nói về vô sở hữu và phi tưởng, phi tưởng, thì vô sở hữu đó là vị này đạt đến một cái trạng thái biến mất của ngã. Dạ, ngã ở trong thiền chỉ chứ không phải thông thường thường trong thiền quán. Dạ, ở đây vị này quán chiếu một cái trạng thái không sunyata ở trong hai cái góc cạnh chủ quan và khách quan. Chủ quan và khách quan như vậy là mình nói về cái thế giới ở bên ngoài, mình nói rằng đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi, đây là con cái của tôi, đây là sự nghiệp của tôi, vân vân. Một ngày nào đó khi mà mình tỉnh thức rất là thanh thản, mình nhìn lại đúng rằng tất cả những cái là của ta đó, nó đều là phù ảo, phù du hết. Đó là chúng ta nói về cái gọi là vô sở hữu đối với cái thế giới khách quan, đối với ngoại giới. Dạ, đối với ngoại giới. Vô sở hữu đối với nội giới, mình thấy là đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chính bản thân của mình thì cũng phù ảo, chính bản thân của mình thì cũng vô thường, chính bản thân của mình thì nó cũng không có cái lỗi của nó. Thì như vậy, dù là ngoại giới hay nội giới, hay cả hai nội và ngoại giới, thì thưa quý vị, đều là không, không có chi, là vô sở hữu. Đó là chúng ta nhìn sự việc hai chiều. Hai chiều ở trong hình thức là nội giới và ngoại giới. Ở trong cái hình thức bốn chiều của
nội giới và ngoại giới ở đây á, thì vị ấy không thấy rằng mình thuộc về một cái nào đó và cái nào đó thuộc về mình, mặc dù nó có sự chi phối, mặc dù nó có sự tương quan. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ chúng ta đến một cái cơ sở làm ăn thương mại, như một cái tiệm hay là nơi nào đó, có một cái người mà họ có thái độ kỳ thị mình, kỳ thị mình, thì ở trong tâm mình khởi lên nói rằng nước Mỹ là nước kỳ thị mình, cái xứ này là xứ người ta kỳ thị giả châu, nhưng bây giờ họ kỳ thị giả châu do COVID-19 chẳng hạn. Thì cái sự tương quan đó nó được đặt để, nó được tạo ra ở trên thực tế, nó là một ảo giác. Tại sao chúng tôi nói là ảo giác? Cái người kỳ thị mình họ không phải nước Mỹ, họ không phải là nước Mỹ. Và khi họ kỳ thị á, không phải là họ kỳ thị bọn A và B, mà họ kỳ thị bọn người Á Châu, chứ không phải riêng về một người. Thì như vậy cái sự tương quan mà giữa một người kỳ thị với một người bị kỳ thị đó được cảm nhận hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Đôi khi chúng ta nhìn thấy vấn đề rất là cá nhân, nhưng mà thật sự nó không phải là cá nhân, và nó cũng không phải là đại thể tất cả. Thật ra ngoài cái nhìn của nội giới và ngoại giới đó, nó còn có sự quan mình có thuộc về điều đó không, điều đó thuộc về của mình hay không. Đó là sự tương quan, chúng ta gọi là cái ngã tính bốn chiều, vừa nội giới và ngoại giới, và cái sự lệ thuộc là của nhau, tùy thuộc ở nhau. Thì trong cả bốn chiều đó, bị ấy đều thấy trống rỗng, thấy cái trống rỗng đó thuộc về vô sở hữu, vô sở hữu chứ. Và thưa quý vị, cái sự đạt đến cái cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ, nó lại là một cái tầng cấp cao hơn. Tầng cấp cao hơn đó là nó không nhìn vào thế giới, không nhìn vào cái cảnh giới khách quan ở ngoài, mà nhìn vào chính bản thân của mình và chính tự tâm. Và chính tự tâm đó nhiều lúc nó tạo nên một cái sự lúng túng, Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà rất đơn giản. Ở đây Đức Phật đề cập đến một vấn đề rất là chuyên môn, rất là chuyên môn. Nhưng mà rồi chúng ta lấy một cái ví dụ mà chúng ta thường nghe câu chuyện là có ba người họ ngồi lại với nhau và họ cùng có một cái cam kết là ở trong khoảng thời gian 3 ngày đó chúng ta đều giữ im lặng. Chúng ta đều giữ im lặng. Thì có một người giữ im lặng được nửa ngày thì vừa một miệng nói một câu là bình thường mình im lặng không sao, nhưng mà giữ im lặng mà mình cam kết với nhau tự nhiên thấy khó chịu quá. Giống như một câu than vậy đó. Thì cái người thứ hai ở kế rằng bạn đã vi phạm cái giao ước của chúng ta là giữ im lặng, bạn đã vi phạm. Thì khi mà cái người thứ hai mà nói người thứ nhất bạn đã vi phạm sự im lặng thì tự người đó cũng đã vi phạm. Tại vì sao vậy? Đáng lẽ mình nghe người đó nói thì mình im lặng đi, không, mình chỉ thích sự im lặng đó, nhưng thật sự là mình cũng nói. Và khi người thứ hai nói như vậy thì người thứ ba nói rốt cuộc giữa mình tôi là im lặng thôi. Tại vì anh này anh chỉ rằng tôi không có chỉ trích và tôi cũng có than phiền, tôi chỉ trích vì tôi im lặng, nhưng mà mình nói là sự im lặng của mình tức là mình vẫn không im lặng. Thì thưa quý vị, cái sự im lặng tận cùng của tâm thức đó, nó phải vượt ngoài tất cả điều đó.
Và đây là một điểm mà ngày xưa Phạm Công Thiện khi ông viết quyển mà Khổ Thẩm Tư Tưởng đó, ông cố gắng diễn đạt điều này. Ông giống diễn đạt điều này, nhưng mà ông pha với cái triết lý của Tây Phương, và ông tạo nên một cái phạm trù. Nó có cái triết học, nhưng thật sự nó có triết học gì ở điểm này hết. Nó chỉ là một điều rằng đơn giản là tâm, nhìn tâm, nhận thức về tâm, và để đạt đến một cái chỗ tịch lặng, một sự bình ổn, một sự yên lặng hoàn toàn của tâm, thì thật ra nó không phải là một điều đơn giản. Nó giống như là ở trong thiền tông Trung Hoa, đó là tiếng bổ của bàn tay vậy. Dạ, tiếng bổ bàn tay. Thì bây giờ cho dù là phi tưởng, phi tưởng nó là một trạng thái cao nhất của thiền chứng, của tâm giải thoát, thì quý vị mới nghe thì mình nghĩ rằng nó là cái đích điểm rồi. Nhưng mà Tôn giả Ananda đó, thì Ngài lại hỏi Đức Phật một câu. Và trong câu này đó, thì quý vị lại nêu lên một số những cái ý lý rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ tóm tắt như vậy. Theo trong sớ giải đó, thì Tôn giả Ananda muốn đặt một vấn đề với Đức Phật, mong Đức Phật Ngài xác nhận đó, là có những vị đạt được tuệ giác mà không phải qua thiền chứng, không phải qua dựa những khái niệm như là bất động thứ nhất của tứ thiền, nói về vô sở hữu, nói về phi tưởng, phi tưởng, v.v. Thì Đức Phật Ngài giải rằng có thể có, và có thể có. Lâu lâu mà quý Phật tử nào mà nghe thượng tọa tuệ siêu sàng cái chữ mà quý vị có thể hơi lạ một chút. Dạ, chữ hơi lạ một chút. Và đôi lúc mà thưa quý vị, chúng tôi ngày xưa ở gần Hòa Thượng Trịnh Sử, Hòa Thượng Trịnh Sử ngày có những cái ngày có những cái chữ người dịch mà rất là trần trội, chú dùng rất là trần trội, chỉ rất dễ hiểu, chứ ngày dùng chữ xúc khá quy bát sắc cá, ngày dịch là thiền khô. Thiền khô, thiền khô ở đây tức là như chúng ta nói là câu phần giải thoát, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, có thiền chứng, có tuệ giác, mà chúng ta nói tuệ giải thoát tức là chỉ có tuệ thôi, thì và từ ngày dịch đó là thiền khô. Thì Tôn giả Ananda đó, và hỏi Đức Phật về trường hợp đó, thì Đức Phật chắc chắn là có. Ở đây nó là một cái thế giới mà rất là đặc biệt. Có thể nói rằng nếu với một người bình thường đó, theo cái tư duy bình thường đó, thì mình thấy chuyện này nó chỉ là một câu hỏi và câu trả lời thôi. Nhưng mà ở trong giới Phật học đó, thì đây là một vấn đề lớn. Dạ, vấn đề lớn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là khi mà sáng nay chúng tôi đọc cái bài gửi của Đại Đức Từ Tri đó, thì lúc đó chúng tôi rất là hoan hỷ. Thực ra chúng tôi hoan hỷ lắm, bởi vì chúng tôi rất là mong mỏi rằng có những vị mà có nhiều cái thiện chí để góp phần, để đóng góp cho các cái chương trình hoằng pháp. Bất cứ chương trình hoằng pháp nào mà chúng ta làm thì đều có lợi cho người, phải lợi cho mình thôi. Quý vị đừng bao giờ nghĩ Chư Tăng thuyết pháp chỉ có lợi cho quý vị không, mà Chư Tăng thuyết pháp cũng có lợi cho Chư Tăng nữa. Và đọc cái bài của Đại Đức Từ Tri rất hoan hỷ. Nhưng mà khi chúng tôi có thì giờ đọc lại một chút vào cái bản tiếng Việt đó, thì chúng tôi phải thưa quý vị rằng ở trong đó có nhiều vấn đề. Và nhiều vấn đề, do đó chúng tôi nghĩ rằng quý vị cho chúng tôi ngày mai này đó, ngày mai này chúng tôi
Chúng tôi sẽ làm một cái bản làm một cái bản chú thích lại, và chúng tôi sẽ sửa lại một số phần chánh văn, và cũng xin phép từ tội từ siêu với chư tăng là ngày mai chúng ta thỉnh từ tội từ quyền giảng lại bài này với một cái chánh văn được điều chỉnh đôi chút, bởi vì bây giờ nó có nhiều chữ, nó có nhiều từ vựng mà chúng tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ cứ ngồi đó mà sửa hoài. Quý ngài quý vị khoan hỷ, dạ quý ngài khoan hỷ, chúng ta sẽ trở lại bài kinh này ngày mai với cái chi tiết tương đối là đầy đủ hơn. Nhưng bài kinh này là một bài kinh rất là quan trọng. Nếu vị nào mà có học, có nghiên cứu Phật học ở trong lĩnh vực về tam muội định thì bài kinh này nói về tam muội định rất là quan trọng. Nói về nó là cái cơ sở của tánh không, và cái tánh không ở đây đó được hiểu trong Phật giáo Đại thừa rất khác với hiểu trong kinh Tạng Pali. Sắp tới chúng ta cũng có bài kinh Đại không và Tiểu không, và bây giờ thì với bài kinh này thì chúng ta sẽ hiểu nhiều về cái quan điểm về tánh không. Thật ra thưa quý vị, về tánh không á, nó có một cái tác phẩm rất là lớn của Phật giáo Đại thừa mà ảnh hưởng rất là nhiều của ngài Long Thọ, đó là Trung Quán Luận. Và Trung Quán Luận thì có cái dịp mà chúng ta có sự so sánh thì nó rất là nhiều lợi lạc cho quý Phật tử, cho chúng ta thấy rằng tại sao về tánh không trong cái triết lý nó khác, mà tánh không ở trong cái thiền định nó khác, tánh không ở trong cái Phật học bình thường nó khác. Chúng ta sẽ bàn về những điểm này vào ngày mai này, nhưng mà hôm nay đó thì có lẽ nếu mà chúng tôi tiếp tục mà phải sửa những cái câu, những từ vựng ở tại đây thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ rất là rối. Thôi thì như vậy là quý vị chờ cho ngày mai đó, chúng tôi sẽ trở lại để có một cái bản, chúng ta tạm gọi là một cái bản hiệu đính tương đối là gần với cái văn chánh văn Pali đó, để chúng ta cùng nhau trở lại cái bài kinh này. Thật ra bài kinh này là một bài kinh rất là lợi lạc, một bài kinh rất là quan trọng. Đôi khi nó có nhiều cái ý niệm mà chúng ta thường bỏ qua, và cũng rất là may mắn cho tất cả chúng ta là ở trong lớp học này chúng ta có nhiều vị giảng sư đặc biệt có một cái nghiên cứu về Atidam, học về Atidam. Do vậy khi mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy tương đối là rõ hơn. Bây giờ thì trước nhất là cũng xin lặp lại là ngày mai này chúng ta sẽ trở lại bài kinh này để thỉnh thượng tọa Tư Quyền giảng, và chúng tôi soạn bài kinh này theo cái cách mà chư tăng có đề nghị để cho nó hợp với cái, phù hợp với cái ý của chư vị giảng sư và quý Phật tử. Mà thượng tọa từ siêu không biết thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa từ siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan nghỉ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận trắc nghiệm. Xin thỉnh thượng tọa từ siêu. Thượng tọa từ siêu chắc không có mặt ở trước máy. Dạ kính thỉnh thượng tọa từ siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính chào tất cả các vị tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, như lời Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói hồi nãy thì bài kinh này sẽ học lại vào ngày mai do Thượng Tọa Tây Nguyên giảng giải, với cái bài được hiệu đính bởi Thượng Tọa Giác Đẳng. Cho nên trong cái phần nói chuyện tiếp lời Thượng Tọa Giác Đẳng trong khi chờ đợi soạn câu thảo luận, chúng tôi không có nói thêm về cái vấn đề nội dung của bài kinh,
Chúng ta chỉ nhắc đến một chỗ, và khi nãy chúng tôi có nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày thì cái vấn đề, cái câu hỏi của tôn giả Ananda bạch với Đức Phật: khi ấy tôn giả Ananda tán thán Đức Phật đã dạy về sự vượt qua vật lưu nhờ vào một điểm tựa này hay điểm tựa khác, và hỏi thêm: nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thánh giải thoát? Và Đức Phật trả lời: ấy là khi vị thánh đệ tử suy xét dục và dục tưởng, sắc và sắc tướng, hiện tại tương lai, tưởng người bất động, bị vô sở xứ, phi tưởng xứ. Vâng vâng. Thì ở đây nó có cái vấn đề là câu hỏi của ngài Ananda là cốt để gợi cho Đức Phật nhắc đến sự tu tập của hành giả Sukha Vipassaka. Cái chữ Sukha Vipassaka đó chứ không phải là chữ Sukha. Các vị nhớ cái chữ Sukha Vipassaka, chữ xúc khá Vipassaka, hai chữ ca đó, chữ ca ca hát, chữ xúc cá có nghĩa là khô khan. Do đó cho nên trong chữ Hán cái dịch là càn tuệ, nhưng mà chữ xúc khá Vipassaka dịch là càn tuệ thì nó hơi xa, cho nên ở trong cái bản trong từ điển Bali Hán đó, Bali Hán Việt đó, thì có cái chữ Sukha Vipassaka tức là càn quán giả, càn quán giả. Chữ càn, càn quán là chỉ có cái minh sát khô khô khan thôi, minh sát khô khan tức là không có thiền, không cần chứng thiền, không cần chứng bất động, hay là không cần chứng vô sở xứ, phi tưởng xứ gì cả, chỉ là quán ngũ uẩn là vô thường vô ngã là đắc đạo quả rồi, cho nên cái đó gọi là can quán giả. Chỉ giả ở đây tức là cái vị hành giả là người á. Ở trong cái bộ Atthasaliti cũng có đề cập đến cái danh từ này. Cho nên ở đây có một số người, không phải là người cư sĩ, mà một vài vị sư, họ chưa từng biết phi diệu pháp, cho nên nghe chưa chi là họ đã phủ nhận là làm sao mà đắc đạo quả mà không có chứng thiền, không có chứng thiền làm sao đắc đạo quả được. Thì ở đây thưa quý vị, thử hỏi nếu những người mà họ trước đây họ là một ngoại giáo hoặc là một tên ăn cướp chẳng hạn, nhưng mà khi họ đã xuất gia đầu Phật, Đức Phật ngài vừa khai thị xong vài pháp là họ đã chứng quả La Hán hay là chứng quả A Na Hàm, vâng, thì cái đạo quả đó ngay trong lúc đó làm sao hành thiền chỉ cho kịp? Cái đó chỉ là can quán giả thôi,
tức là nghe pháp xong rồi mới dùng cái trí tuệ mà tưởng. Cho nên Thượng Tọa Giáo Đẳng nói trường hợp này là trường hợp tuệ giải thoát, gọi là Paññā Vimutti. Nhưng mà xuất khẩu với Pascal gặp chữ đâu thì phải dịch nghĩa đó, dịch là can quán giả. Chớ gặp cái chữ xuất khẩu với Pascal mà chúng ta dịch là tuệ quán, tuệ giải thoát thì trong trường hợp đó, nó đúng nghĩa nhưng mà nó sai từ. Cho nên chúng ta có hai từ, dục khắc vipassaka và Paññā Vimutti. Paññā Vimutti là tuệ giải thoát, là cũng chỉ cho cái vị đó đắc đạo quả mà không cần thiền định. Và xuất khắc vipassaka là cũng để chỉ cho một vị chỉ có tuệ quán minh sát về danh sắc thì ngũ quẩn rồi đắc đạo quả thôi, chứ không có tu chứng thiền chỉ. Những vị nào mà lấy cái thiền chỉ đắc chứng được thiền chỉ, lấy apana samadhi, lấy an chỉ định đó để làm nền tảng cho tuệ quán minh sát mà chứng đắc đạo quả, thì trong trường hợp này là cái vị hữu thiền sát cha na la phi, vị hữu thiền, hay là sát cha di. Đối với một vị hành giả mà đắc thiền đó, ở đắc đạo quả mà có thiền thì gọi sát cha di. Cái chữ sát cha di chúng tôi đánh không có dấu, có vị chịu khó coi chút xíu. Chữ cha, chữ gh á, chữ gh đọc là cha, có dấu trường âm, dấu huyền ở trên á. Chữ ikret, i di cũng có dấu huyền ở trên. Vị nào để cái chữ này giùm chúng tôi cái. Bây giờ chữ cha không biết gì. Bây giờ tạm thời để như thế này đi. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cô Diệp Bình. Cái chữ sách cha di tức là cái vị mà đắc đạo quả hữu thiền. Còn cái vị xuất khẩu vipassaka là vị không có thiền. Thì như vậy hai cái từ đó là chúng ta phải biết rằng một người ở trong đời quá khứ không có được một cái thuần thục ở trong cái pháp thiền chỉ, tức là trong quá khứ các vị đó do vì quán vô thường, khổ đau vô ngã, nó thuần thục đi. Cho nên khi mà ngay hiện tại này sanh ra gặp Đức Phật, Đức Phật ngài thuyết cho nghe một cái thời pháp liên hệ đến lý vô thường, khổ đau vô ngã, vì nó chứng rồi. Còn những chúng sanh mà trong đời quá khứ đã từng tu thiền, đã từng làm đạo sĩ tu thiền, hay từng làm vị tỳ kheo tu chứng thiền định sắc giới, vô sắc giới, từ cõi phạm thiên sanh xuống, thì vị đó mới là trước khi đắc đạo quả thì vị đó mới tu thiền. Cho nên cái việc mà tu thiền không phải ai cũng tu thiền chỉ được hết á. Họ do cái thói quen ở trong quá khứ họ mới tu thiền chỉ được. Còn cũng có rất nhiều vị là họ không cần tu thiền chỉ mà cũng thể chứng được đạo quả. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng định, có những người họ hỏi như vậy thì nó giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Không có thiền định làm sao có tuệ được, làm sao có tuệ giải thoát được. Nhưng mà thưa quý vị, định này nó có ba, là Khanika Samadhi, là Sát Na Định,
tức là ekakata thuộc về tâm tâm thiện dục giới, rồi upachara samadhi là cận định cũng thuộc về thiện dục giới. Cái đó thì không phải là thiền định, mà xác định cận định chỉ là ekakata, sự chú tâm ở trong vấn đề. Còn appana samadhi là kiên cố định đó, hay là an chỉ định, thì cái này mới là nhất hành ở trong tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Cho nên những vị nào mà họ chứng thiền rồi, họ lấy thiền đó để làm nền tảng mà chứng đắc đạo quả, gọi là sắc chai di, thì những người này họ đắc đạo quả nhờ vào appana samadhi, là an chỉ định của thiền. Còn bằng không thì một vị đắc đạo quả họ chỉ cần sát na định hay là cận định cũng đắc được đạo quả, đắc được minh sát như thường, không biết là từ tội giác đẳng. Nãy giờ có soạn được câu hỏi chưa thượng tọa? Quý vị có thấy từ tội giác đẳng soạn câu hỏi đưa lên chưa? Thượng tọa đã soạn xong, xin tính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa tuệ siêu, chú vị chú tư về thượng tọa tuệ siêu có nhiều lúc cũng có chút mâu thuẫn, là thượng tọa tuệ siêu nói chuyện thì thượng tọa tuệ siêu sẽ mất thời gian để của cái việc sinh hoạt ở trung rung. Còn chúng tôi thì có nhiều khi chúng tôi thật ra từ tòa nói vài câu chúng tôi đã có xong câu sáu lục rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng điều mà từ tòa đại siêu nói cái lợi ích chúng biết Phật tử, thật ra chúng tôi không có post lên, từng sẽ post lên từ tòa đại siêu ngắn cắt ngắn nên chi chúng tôi không post, nhưng mà thật ra thì cũng chọn xong lâu rồi. Bây giờ thì chúng ta qua cái câu trắc nghiệm số 1, mà không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy, thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1 và mời quý Phật tử trả lời. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bài kinh Bất Động Lợi Ích, tức là cái lợi ích của một cái trạng thái bất động. Khi mà nghe đến trạng thái bất động đó, thì nhiều người trong chúng ta cảm thấy không có hào hứng, cảm thấy không có vui thích gì hết. Khi mà mình cảm thấy đời sống nó có cái sinh thú, nó có cái thú vị đó, là nó phải có đổi thay, nó phải có những thử thách, nó phải có cái gì hào hứng. Nhưng mà nó bất động thì nghe nó không có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thử đưa ra một vài trường hợp, thử xem trường hợp nào cho thấy rằng cái sự bình ổn, cái sự bình an nó là niềm hạnh phúc. A, một người ít đặt nặng chuyện khen chê nên không bị xáo trộn nội tâm trước pháp thế gian. Chúng ta thử tưởng tượng đưa ra hình ảnh một người mẫn cảm và một người có cái tâm điềm đạm. Người mẫn cảm thì dễ vui dễ buồn, và người điềm đạm thì thường sống an nhiên trước pháp thế gian, trước những sự khen chê. Thì mình thử so sánh hai hạng người đó thì ai là người hạnh phúc hơn? B là an cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp tức là đời sống có an ổn rồi thì mình mới có thể phát triển, mình mới có thể xây dựng được. Nếu cái cuộc sống mà nó không an ổn đó, thì rất là khó để chúng ta xây dựng gì lâu dài. Có đúng như vậy không? Tại vì có nhiều người quan niệm rằng cuộc sống nó phải đổi thay, nó phải hào hứng, nó phải mỹ phẩm đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai thì cuộc sống người nó mới vui. Nhưng mà phải chăng ở trong tất cả những cái sự phát triển đó, là phải an cư rồi mình mới lạc nghiệp được. C là thời loạn khiến nhân tâm ly tán, cuộc sống bất an. Nó một lần nữa cho chúng ta thấy một cái ví dụ là ở trong thời buổi nào mà loạn lạc, lòng người ly tán,
thì thường là nó không có hạnh phúc. Mặc dù người ta nghĩ là nó hạnh phúc, nhưng nó thực sự không hạnh phúc. Đây là cả bao câu trên đều có liên hệ ít nhiều về giá trị của cuộc sống ít sáu trụ. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh sự tỏ thiên quyền quan hệ cho đáp án. Dạ, thưa quý vị, nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Ngài. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu thổ luận số 1 hỏi rằng, sự việc nào sau đây cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc của nội tâm ở số độ? A. Một người ít đặt nặng chuyện khen chê nên không bị xấu trộn nội tâm, không bị xấu trộn nội tâm trước pháp thế gian. Đúng như vậy. Nếu như một người mà trong cái đời sống mà không bị ảnh hưởng cái chuyện khen chê vui buồn, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm, sẽ là phúc lành cảm thương quá tuyệt. Thì hạnh phúc của nội tâm sẽ được khi chúng ta không có bị cái chuyện khen, chuyện chê, chuyện vui buồn trước các thế gian. Đây là câu rất là đặc biệt để chúng ta có cái cuộc sống hạnh phúc của nội tâm. Thứ nhất, câu A chúng ta chấp nhận được. Câu B, an cư lạc nghiệp. Thì dĩ nhiên có một đời sống được yên ổn, được tốt đẹp, thì cái việc làm của mình nó sẽ được hanh thông. Cái đó là chẳng qua chúng ta đứng trên cái nhìn của một số, chứ sự thật ra là có một số người, người ta ở trên, người ta nghĩ rằng là mình đặt ngược lại một cái tình huống, ở lâu quá là nó quen, nó chắc. Cho mình ở như là có chiếc xe như tự động như bên Mỹ vậy đó, cứ nay tiểu bang này, mai tiểu bang nọ, vân vân, thì người ta cảm thấy cuộc sống như vậy nó cũng vui. Nhưng đó chúng ta nói trên một cái tinh thần hướng ngoại mà để nô lệ cho cái cuộc sống thôi, chứ sự thật ra dĩ nhiên an cư thì lúc nào nó cũng sẽ được lạc nghiệp và nó được ít có bị xáo trộn của cái nội tâm của mình. Thì đây chính là cái câu mà chúng ta có thể, nếu như được an cư, được yên ổn, thì sự thật ra mà nói, cái việc của xã hội, mà cái việc của tu tập cũng vậy. Những cái chỗ đó, chỗ nào mà mình ở đó mà tâm tư nó yên ổn, nó được thanh tịnh, nó được chấp nhận, thì cái sự tu tập mình nó cũng được tiến triển. Cái đó là cái sự thật. Ở trú xứ thích hợp, chút xíu thích hợp và nó sẽ nên lạc nghiệp hơn. Dạ. Cũng có một phần chúng ta cũng có thể chấp nhận được khi mà nó mang tới cho nội tâm chúng ta ít bị xáo trộn. Câu C, thề lộn khiến nhân tâm ly tán, cuộc sống bất an. Thì chúng ta biết cái câu này là nếu mà vào cái thề lộn khiến nhân tâm nó ly tán, cuộc sống nó bất an. Sâu trộn khi thời loạn khiến nhân tâm ly tán, cuộc sống bất an. Đề cả ba câu trên đều có liên hệ đến cuộc sống ít sâu trộn. Thế con thấy cái mặt thường thôi, con thấy cái câu C này, nếu thời loạn khiến nhân tâm ly tán, cuộc sống bất an, nếu đã nó là bất an, nó ly tán, cuộc sống ly tán rồi, thì làm sao mà có hạnh phúc của nội tâm mà ít xáo trộn được? Để thời đoạn khiến nhân tâm ly tán mà cuộc sống nó bất an thì chắc chắn rằng nó phải nhiều xáo trộn nhé. Thì
đứng trên cái nhìn của chính con thì con chưa có thông được cái chỗ câu C này. Nếu mà là thời loạn mà khiến nhân tâm chúng ta ly tán, cuộc sống nó bất an, thì hạnh phúc của nội tâm ít xáo trộn hạnh phúc. Hạnh phúc của nội tâm nó nhiều, nội tâm nó nhiều xáo trộn sẽ không có hạnh phúc. Dạ, thì con chưa có cái thông mạch ngay cái chỗ cái chỗ này. Dạ. Thì sự việc này cho chúng con cảm nhận hạnh phúc nội tâm ít xáo trộn. Dạ. Thì đây chính là con có hai cái câu đầu thì con xin xác định đáp án được, nhưng điều câu câu C thì con còn chưa có xác định được. Dạ, con kính quốc tỉnh thông tạo quay trở lại và thì có sẵn tạo cho ra đáp án luôn. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Kính thưa các thầy, thưa quý vị, thưa quý vị, thật ra thì ở trong cả ba sự kiện đó, nó đều nói lên một điều là mặc dù chúng ta nghĩ cách nào đi nữa, nhưng mà cái sự bình ổn, sự ổn định, sự bình an nó vẫn là căn bản của hạnh phúc. An cư lạc nghiệp nó cũng nói sự bình an và hạnh phúc, và một cái tâm an nhiên trước những khen chê của cuộc đời cũng là hạnh phúc. Và cái sự xáo trộn của một cái thời đại mà cũng cái thời gọi là loạn lạc đó, nó cũng cho thấy rằng cái thời loạn nó khổ nhiều mà hạnh phúc ít, thì nó cũng cho cái giá trị, cho chúng thấy giá trị của sự bình an. Thì câu trả lời của chúng ta là câu D. Nhưng nói điểm này thì quý vị, nước Mỹ sẽ trải qua một cái thời kỳ mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có nhiều cái sự bất ổn trong thời gian sắp tới. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy rằng có một cái mâu thuẫn giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang như hiện nay. Nhưng chúng ta biết rằng khi mà đại dịch COVID đang lây lan khắp nơi đó, thì chính phủ của tiểu bang đó, đa số tiểu bang không phải là hết, nhưng mà đa số đang tìm cách giảm thiểu sự lây lan bằng sự cách ly xã hội. Nhưng mà trong 3 ngày qua thì Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi mọi người biểu tình để chống lại cái sự phong tỏa đó. Dạ, phong tỏa. Thì thật ra Tổng thống Donald Trump thì muốn mở rộng, và Tổng thống Donald Trump dùng cái chữ là liberating, là giải phóng, hay giải phóng ra khỏi sự kiềm tỏa của các tiểu bang. Và trong 3 ngày qua thì đã có những cuộc biểu tình ở tại từ Austin, Texas, qua Denver, Colorado, qua những cái thành phố lớn như Minnesota, v.v. Chúng tôi nghĩ rằng sắp tới người ta sẽ có những cuộc biểu tình lớn hơn để đòi hỏi cái việc mà bãi bỏ các cái việc hạn chế lại cái lệnh phong tỏa. Thật ra vấn đề bệnh dịch đó, nó đã trở thành một đề tài chính trị. Đa số những người theo đảng Cộng Hòa thì tin rằng cái việc lây lan của COVID đó, nó không phải là sự thật, nó chỉ là một đòn phát chính trị. Nhưng mà một số khoảng 60% người Mỹ đó, thì cũng thấy rằng nó thật sự là vấn đề. Dạ. Và chúng ta hiểu rằng khi con người mà bị phong tỏa đó, nó có nhiều cái khủng hoảng về tinh thần, nó nhiều quốc ức. Và khi mà bị quốc như vậy mà có cái lời kêu gọi tổng thống là biểu tình để chống đối lệnh phong tỏa đó, thì người ta sẽ đi ra bên ngoài và có thể làm loạn lên. Cái tình trạng rất là tế nhị. Sáng nay chúng ta thấy có rất nhiều hình ảnh từ trên Denver, những nhân viên y tế mang khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, đứng ra ngoài đường chặn những người biểu tình lại và giải thích cho họ biết cái sự tai hại của cái gọi là đi lại tự do ở trong thời kỳ bệnh dịch thế nào. Nhưng mà những người bệnh dịch thì họ dương cao biểu ngữ là đây là quốc gia tự do. Cái sự tự do, cái niệm giá trị của một quốc gia tự do đó, nó không hẳn là nó thích hợp để nói, để được đề cao, để được tuyên xưng, để được hô hào ở trong thời kỳ bệnh dịch. Và cái việc phong tỏa trong thời kỳ bệnh dịch đó, nó không phải là một cái luật sắc để gọi là để tàn phá sự tự do của một xã hội, của một quốc gia, mà thực sự đó là một cách để ngăn ngừa
ngăn ngừa sự lây lan. Và khi Tổng thống Donald Trump gửi cái Twitter kêu gọi mọi người liberating Minnesota hay liberating Connecticut v.v. thì những người đó họ họ cảm thấy rằng mình nên trở lại đặt vấn đề tự do. Tuy nhiên các nhân viên y tế mà đội mang khẩu trang và mang đồ bảo hộ ra để nói chuyện với mọi người, thực ra họ nhìn vấn đề từ một cách góc cạnh khác nhau. Thì chúng ta muốn nói một điều rằng hiện nay xã hội đang rơi vào tình trạng xáo trộn, và cái sự phân hóa trong cái quan điểm chính trị và sự phân hóa ở trong cái ở trong cái nhu cầu của đời sống, rất nhiều người như chúng tôi ở tại chùa thì một số cái Phật tử thì rất là mong mỏi được đi đến chùa, được làm lễ, rất là có đám tang, có người mất vân vân. Nhưng mà nhiều khi nó có sự giằng co, và sự giằng co này giữa hai bên là chúng ta nên làm thế nào để vừa làm bảo vệ mình được cái sự an toàn và đồng thời cũng thể đáp ứng những nhu cầu. Thì phải nói rằng cái thời gian mà cách ly xã hội càng lâu á, thì con người càng khủng hoảng, và con người khủng hoảng, và bất cứ một cái động thái nào mà khơi dậy bạo loạn thì nó dễ dàng đó là một đốm lửa để nó làm xã hội bùng vỡ. Thì thưa quý vị, hôm nay ở tại Singapore, ở tại Nhật Bản đó, nó đã trở thành những trung tâm dịch khi mà cái biện pháp cách ly giảm thiểu. Và Âu Châu người ta đang nghĩ rằng cái sự giảm thiểu cái cách ly đó, tức là một loại bỏ cách ly đó, nó có thể tạo ra một cái làn sóng đại dịch lần thứ hai. Rồi dù chúng ta ở nơi nào, bất cứ nơi đâu, thì một đó, là chúng ta cố gắng cẩn thận. Bây giờ đó thưa quý vị, cái sự mâu thuẫn giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang và thành phố đó, nó càng ngày càng mất đi căn cứ. Người ta sẽ không biết rõ là nên làm gì. Và điều thứ hai nữa đó, thì càng lúc cái bạo loạn nó sẽ càng nhiều. Và bởi vì sao vậy? Cái căn bản là chúng ta bị cách ly quá lâu, chúng ta rất là dễ khủng hoảng. Và sự khủng hoảng đó, đó, nó cần chúng ta có một sự hóa giải nội tại hơn là một cái hơn là một cái sự manh động. Manh động trong lúc này thật ra không có lợi ích gì hết. Ở đây nó không phải là vấn đề chính trị, ở đây nó không phải là vấn đề đảng phái, mà đây nó là một cái thực tại về bệnh dịch. Và khi COVID-19 tấn công chúng ta thì chúng ta không thể nào, và chúng ta không thể nào đặt vấn đề gì khác ngoài cái tinh thần rất là thực tiễn. Thực tiễn ở tại đây vừa làm sao mà để có thể giảm bớt lây lan mà cứu nguyên nền kinh tế, thì thật ra đó là một bài toán khó. Như chúng tôi nói rằng đó là một bài toán rất khó, nhưng mà chắc chắn xã hội sẽ bạo loạn. Và khi xã hội bạo loạn mà chính quyền bị phân tán, chính quyền bị mâu thuẫn với nhau, liên bang với tiểu bang với thành phố, và nhiều nơi, ví dụ chúng tôi ở tại Houston thì cái sự lây nhiễm Houston vẫn còn tăng rất cao so với tiểu bang Texas. Nhưng mà chính quyền tiểu bang Texas thì cũng muốn có một sự nới rộng ra. Người ta hầu như không ai có được một cái thông tin nhất quán, không ai có được một cái lãnh đạo về chính trị mà tương đối là ổn định, thì chắc chắn một cái hệ thống chính trị và hệ thống chính trị khủng hoảng ấy, thì xã hội sẽ khủng hoảng. Nên chúng tôi mong rằng tất cả chư tăng và quý Phật tử, chúng ta nên hiểu rằng chúng ta sẽ đang rơi vào tình trạng gọi là họa vô đơn chí. Ngoài bệnh dịch ra thì chúng ta còn có sự bất ổn trong xã hội, và không may là chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chịu cả hai sự bất ổn như vậy. Thì mong chúng ta sẽ biết cách để gìn giữ bản thân của mình, và nhất là đừng để chúng ta rơi vào cái sự khủng hoảng không cần thiết. Chúng tôi phải là chúng tôi có bày tỏ quan điểm về chính trị, nhưng mà tôi mong rằng dù quý vị có đi biểu tình hay là quý vị có bày tỏ cách nào đi thì nữa, thì cố gắng đặt cái vấn đề lây nhiễm nó là quan trọng, và đừng ra bên ngoài một cách gọi là nghĩ rằng nó không ảnh hưởng tới mình. Tại vì chúng tôi thấy rất nhiều rồi người biểu tình mà hình ảnh họ chụp họ không mang khẩu trang, và họ nghĩ rằng cái chuyện mà vi trùng COVID-19 nó không có lây nhiễm như người ta nghĩ, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Chúng ta nên rất cố gắng và để ý thức về điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma.
Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú. Con nhật huỳnh xin điền khuyết cho cô Khê Ma. Sa thú lành thai. Con nhật huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm ớt phong viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc hoàn thành tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiên nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân Yeah.